Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi hồi sinh cái em khủng long cuối cùng trong cái series này luôn nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ vào kiểm tra coi em đó có tên là gì nha. Tala, chỉ còn một em cuối cùng thôi. Và đây là Spinosaurus nha các bạn. Con này thì mình đang có 10 cái DNA luôn. Chúng ta sẽ tạo ra 10 cái quả trứng trước cái đã. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ nó vào những cái culture vat nha các bạn. Bỏ hết mấy cái DNA này vào mấy cái thùng cấy nha các bạn. Đó, ngon lành canh đào. Ở đây mình sẽ bỏ thêm những cái khác nè. Và chúng ta sẽ đi lấy cái xô để mà đi múc thêm sữa bò nữa. Đây, mình sẽ bỏ vào những cái thùng cấy mà chưa có sữa nè. Chúng ta dùng sữa để mà cấy DNA nha các bạn. Ok, bỏ thêm ở đây một bình nữa nè. Rồi. Ây da. Bỏ lại mới được. Rồi, mình sẽ đi ra em thần bò và múc thêm 8 bình sữa nữa nha các bạn. Đó, ngon lắm canh đào liền. Em thần bò đó thì cho sữa hoài luôn anh em ạ. Quá xịn sò luôn. Đây, mình sẽ cho vô đây thêm nữa nè. Để mình kiểm tra coi nó đủ hết chưa đã. Rồi, bên này thiếu một bình nữa nè. Rồi, thế là đã xong về cái phần sữa bò rồi nha các bạn. Đó, mình sẽ để ở đây cho những cái máy nó tự cấy nha. Nó đã tiến hành tạo phôi rồi nè. Đó, xịn xo liền. Rồi, bây giờ là tới công việc đi xây chuồng cho bọn Spinosaurus nha các bạn. Thì bọn này nó cũng giống Sarcosuchus là sống vừa trên cạn vừa dưới nước luôn nha. Nên rất là tiện luôn. Để mình tê là bọn ra ngoài này cái đã. Mình sẽ xây cái chuồng của bọn Spinosaurus cạnh chuồng của Sarcosuchus nha các bạn. Chắc mình sẽ cách ra 5 ô trước đi. Chúng ta sẽ dùng cây wire để mà kéo cho nó lẹ luôn nha. Đó. 3 nè. 4. Và thêm một ô nữa nha. Thêm một ô nữa cho đủ 5 nè. Chắc mình sẽ kéo thêm ra 5 ô nữa nha các bạn. Mình sẽ xây cái chuồng nó cách ra 10 ô nha. Đó. Rồi chúng ta sẽ xuống đây và kéo những cái dust luôn nha các bạn. Những cái đất nè. Đó, kéo mấy cái dải đất này ra 10 ô luôn nha. Nó cũng tốn khá là nhiều thời gian của mình đó các bạn ơi. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ lắp cái reinforced glass. Đây là cái loại kính cường lực nha. Có con zombie bị cháy kìa, chết queo. Thì mình sẽ xây những cái cột này nó cao 10 ô nha. Và nó dày là 4 ô. Đó. Ây da, con gì vậy? Hình như cái con quái nào nó cháy, nó làm mình cháy lan các bạn ơi. Đó, để mình dùng cây wire để mình kéo cho nó lẹ nè. Thịt thúi thì vứt đi, không cần đâu. Mình sẽ dùng wire để mà kéo cho lẹ nha. Đó, nó sẽ dày 4 ô như thế này nha các bạn. Tại vì cái bọn này nó cũng khá là nguy hiểm. Nên là mình dùng loại kính cường lực nó dày lên. Cho nó an toàn một xíu. Và chúng ta sẽ kéo thêm qua như thế này nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ kéo cái chiều rộng là 80 ô nha các bạn. Và chiều dài là 95 ô nha. Đó. Những cái chiều rộng và chiều dài này thì nó chưa trừ ra những cái lớp cột đó. Tại vì nếu mà cộng thêm thì chúng ta sẽ có được cái diện tích là 84 nhân cho 99. Quá là kinh khủng luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ kéo ra ngoài này thôi. Wow, có vẻ chỗ này nó lại bị lỗi một block nữa rồi. Không sao, kiến cường lực thì mình có rất là nhiều luôn. Đó, chúng ta sẽ kéo ra thêm 16 ô nữa nè. Wow, nó to kinh khủng luôn các bạn ơi. Trời ơi, bự kinh khủng khiếp luôn. Bị lỗi một ô nữa. Rồi mình sẽ xây luôn một cái cột với diện tích là 4 ô như thế này luôn nha các bạn. Đó, rồi còn lại thì mình sẽ đập ra thôi. Ở đây thì mình sẽ dùng cái cây wire để mà kéo cho lẹ nè. Ta-da, đã xong. Xịn xò.
Lớp đất này thì chắc mình cũng sẽ kéo ra luôn. Kéo ra trước 5 ô đi. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, vậy là đủ rồi. Rồi, về bên đây chúng ta sẽ kéo thêm những cái cục kính cường lực này ra nha các bạn. Những cái cục siêu dày luôn đó. Để mình chỉnh chế độ khác cái coi. Đó, và chế độ này kéo nó mới đã các bạn à. Wow, rất là xịn sò luôn. Ngon lành canh đào. Ui, con gì vậy? Làm tôi cháy nè. Chết queo. Kéo tiếp nha các bạn. Chỗ này zombie nó nhiều quá. Và như kính cường lực của mình sắp hết rồi. Chắc xíu mình phải đi vô nhà và mình lấy thêm quá. Ok, mình sẽ cố gắng làm nhanh cái công việc này luôn nha các bạn.
Hiện tại thì mình đã hoàn thành xong cái chuồng cho em Spinosaurus này rồi nhé các bạn. Bây giờ công việc của chúng ta sẽ tạo một cái cửa trước đã. Đây. Ở đây mình sẽ đập mấy cái lớp kính cường lực này ra. Đó. Thêm một lớp nữa, nó dày vãi chưởng luôn. Rồi, chúng ta sẽ đập thêm bên đây một ô nữa nè. Đó. Rồi, chúng ta sẽ lắp thêm sắt vô nha các bạn. Ở đây thì mình dùng sắt. Tại vì nó sẽ không phá vỡ được những cái vật cứng như là sắt, kim cương và kính cường lực. Ngoài ra nó còn có obsidian nữa đó. Rồi, để mình lấy cái cây chisel đó cái đã. Chisel của tôi. Đó. Chisel hết 17 cái block sắt này luôn. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái loại khác nha các bạn. Đây. Đó, khác với cái chuồng của Sarcosuchus nha. Và sẵn mình sẽ làm thêm hai cái cửa bằng sắt luôn. Đó. Cùng với đó là bốn cái carpenter button luôn nha. Những cái nút bằng carpenter. Nút này thì chúng ta có thể ốp được sắt vào trong đó. Đây. Rồi, như thế này nữa. Đó, thế là chúng ta đã có được xong được một cái cổng bằng sắt rồi nè. Để mình đặt thêm mấy cái reinforced glass vô cái đã. Đó, kính cường lực đã được ốp xong. Bây giờ là carpenter button nha. Nó sẽ nằm ở trong đây chứ. Đó, và cũng như là cửa sắt nữa các bạn. Rồi, quá xinh xò rồi, chúng ta sẽ ốp lại, ốp sắt vào những cái nút này nè. Đó, nút này cũng xài bằng sắt luôn, cho bọn khủng long nó không có phá được. Ở dưới đây thì mình sẽ ốp được hai cái glowstone nha các bạn, cho nó sáng cái đã. Đó. Quá xịn luôn. Ok, đi ngủ ít coi. Đây, những cái cửa sắt này nó đã quá ổn định rồi các bạn ơi. Đó, mình đang test cửa sắt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi trồng cây để mà trang trí lại cái chuồng này nha các bạn. À, nãy giờ rất là mệt luôn. Nãy giờ thì mình xây cái chuồng nè, cái hồ, ốp glowstone, cũng như là đặt feeder ở dưới hồ. Đó, và những cái máy thổi bong bóng nữa. Hey, quá là mệt mỏi. Đây, chúng ta đã có được một cái cây jungle quá là cao dưới đây rồi nè. Chắc mình sẽ dành cái góc này để mà trồng cây jungle nha. Một cây bự nữa ở chỗ này luôn nha các bạn. Quá xịn sò luôn. Và một cây bự nữa dưới đây luôn đi. Đó, đã chưa, xịn chưa. Cây nữa chỗ này thì sao? Thêm một cây nữa, quá ngon lành luôn. Rồi, chỗ này một cây bự nữa nha các bạn. Còn lại thì mình sẽ trồng những cái cây nhỏ thôi. Ô, cây này nó tốn bột xương của mình quá. Đó, lên rồi đó. Chỗ này một cây nữa đi. Đó, lên rất là lẹ luôn. Bên này một cây nữa. Ôi, bên này có vẻ như là nó gần quá rồi. Chỗ này đi. Đó, tưởng nó không chịu lên là chết tôi luôn đó. Rồi, mình sẽ trồng thêm những cái cây jungle nhỏ quanh đây thôi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi trồng cây cũng như là đặt những cái đồ chơi cho mấy cái em Spinosaurus này nha các bạn.
Thế là tất cả đã xong rồi nhé các bạn. Chúng ta đã có được một cái chuồng cho Spinosaurus hoàn chỉnh rồi. Bây giờ chúng ta bước vô trong và tiến hành cho những cái quả trứng này nó nở thôi. Đó. Mình sẽ cần đặt những cái quả trứng này gần những cây đuốc và glowstone hoặc là những cái đèn bí ngô á, cho nó ấm lên thì nó mới có nhiệt độ đủ để mà nở được nha các bạn. Rồi, mình cảm thấy cái trứng này nó khá là to đó. Nhìn nó kinh khủng chứ cơ. Để mình coi mấy cái trứng này nó ấm chưa đã. À, nó đã warm rồi nè các bạn. Đã ấm rồi nè. Được 10% rồi. Ngon. Wow, các bạn thấy cái trứng nó bự không? Ui, hả? Nó bự hơn cái trứng của Sarcosuchus tập trước đó. Wow, ngon lành canh đào luôn. Trời ơi, xịn sò. Mình sẽ chờ một xíu cho nó nở nha. À, trong khi đó thì mình sẽ đi qua thăm lại mấy cái em Sarcosuchus của tập hôm trước nha các bạn. Coi thử tụi nó đã phát triển tới đâu rồi. Đó. Vì cái bọn Sarcosuchus này thì nó khá là thấp, nên là mình xây cái chuồng chỉ có cao 5 ô thôi. Còn bọn Spinosaurus thì khỏi nói rồi, nó cao lắm. Ủa, mấy con cá sấu của mình đi đâu rồi? À, đây rồi các bạn ơi. Đây, Sarcosuchus và nó bự ở này rồi nè. Ui, nó đã được 4 ngày tuổi luôn rồi. Wow, xịn vãi. Ui, chỗ này cái gì mà bu ba con thế vậy? Cái gì mà bu đông chỗ này quá vậy ta? Để mình đẩy bớt ra coi. Nó bu lại, nó chơi với cái Rustin Bot này đó các bạn à. À, có một con 3 tuổi nè, con này 4 tuổi. Hình như có mấy em mình hồi sinh sao á. Ồ, xịn chưa, xịn chưa. 4 ngày tuổi. Cái độ tuổi sinh học của nó là 4 á các bạn. Ồ, nó là to tới cỡ này rồi nè. Ở dưới đây thì có hai em đang chơi đùa với những cái quả banh. Xịn vãi. Rồi, để mình teleport qua bên kia. Coi thử mấy quả trứng nó nở chưa đã. À, mới 40% thôi. Rồi, mình sẽ cố đợi một xíu nha các bạn. Nãy giờ vẫn chưa chịu nở. Trời, nó sắp tối luôn rồi. Oh, nó đã rung lắc rồi nè. Ngon. Rồi, để mình coi mấy cái quả khác nó rung chưa đã. Đó, những cái quả ở dưới nó cũng rung luôn rồi. Rồi, để mình coi. Đó, ngon lành. Em đầu tiên, em thứ hai đã bắt đầu nở rồi các bạn ơi. Đó, để mình coi thử coi. Để mình lấy cá ra cho tụi nó ăn mới được. Ủa, nó tấn công mình. Ủa, cái gì vậy? Ui. Thôi, ui, đau quá chứ mình sẽ chuyển qua chế độ bình yên nha các bạn. Ui, hung hăng quá chứ. Xém chết luôn các bạn à. Mình mặc full cái giáp kim cương mà nó cắn như con vậy. Ui, con này thì là một con đực. Và cái tâm trạng của nó thì mới sinh ra thôi. Nên là nó chỉ rất là bình thường. Đó, nó chưa có vui vẻ đâu. Chúng ta phải đợi cho nó chơi đùa, cho nó thay đổi cái tâm trạng thì mới an toàn lận các bạn ơi. Trời ơi, chưa gì mới vô đã tấn công tôi rồi. Ghê quá hả. Ở đây chúng ta được có được hai con đực nè. Ba con đực. Đó, đực không à. Đấy, một con cái. Hai con cái. À, và những con này nó đã đang bắt đầu ngủ rồi các bạn. Ba con cái. Hình như mình đã đủ cái số đực và số cái rồi. Quá là xịn sò luôn. Bọn này thì buổi tối nó ngủ ha. Cũng hay chứ bộ. Và hình như mình đặt feeder nó không chịu ăn hay sao á. Hoặc là feeder mình đặt nằm tốt ở dưới đây. Hoặc là nó không có thích thú khi ăn trong feeder hay sao các bạn à. Trời ơi, không thích ăn trong máy mà thích đi săn mồi hả. Nó săn luôn cả tôi luôn mà các bạn ơi. Sợ vậy. Đó, để mình kiếm coi. Mình hồi sinh 10 con luôn mà. Mình sợ nó trốn ra ngoài các bạn à. Nguy hiểm lắm. Đây, con này nó đã rất là vui vẻ rồi kìa. Đó, mặt nó cười vãi chưởng luôn. Xịn vãi. Để mình xuống mình còn coi cái con ở dưới đây nó như thế nào nha các bạn. Đâu rồi? À, trốn đây hả? Rồi, tâm trạng nó đã vui vẻ thêm một xíu rồi các bạn ơi. Hên quá, mình sẽ chuyển qua chế độ normal nha. Wow, kinh khủng thiệt. Mới hồi sinh xong mà mới đẻ mà biết cắn tôi luôn rồi. Sợ vãi. Thì bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn một vài thông tin về những cái em Spinosaurus này nha.
Thì đó là một vài cái thông tin về Spinosaurus. Đây là một trong những cái loài rất là hung tợn, hình như là có sức tấn công cao nhất trong cái gói mod này luôn nha các bạn. Đó, nó chỉ có một cắn thôi là chết con Tyrannosaurus rồi đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này và like bay Fury Gaming để nhận được thông báo mới nhất về lịch ra video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.